Xinh quá luôn. Rồi em chào Nguyễn Hạnh này, chào chị Ngọc Nguyễn nha, chào Cẩm Uyên này, chào chị Su Quang ạ, chào Vân Lê luôn. Chị nào đang nhìn thấy em rồi mới nhanh tay cho em xin một cái dấu chấm đầu tiên đi ạ. Có chị nào đang nhìn thấy em rồi mới nhanh tay chấm cho em xin một cái nào. Rồi hôm nay bán cái váy vô cùng xinh cái chị nhá, đó mặc lên xuất sắc rất là xinh luôn. Chào chị Đặng Hà Vi này, chị cái đang nhìn thấy em rồi mới nhanh tay cho em xin một cái dấu chấm đầu tiên các chị nhá. Rồi chào chị ở Vi Nguyễn luôn. Chị nào gái nào đang nhìn thấy em rồi mình nhanh tay cho em xin một cái dấu chấm nha. Các chị ơi nhanh chóng có livestream của em đi nào. Hôm nay chị nào mà không có livestream của em thì đúng là quá tiếc luôn đấy ạ. Chào Thảo Cập Ba này, chào Phương Vi này, chào Chính Phủ, chào chị Nguyễn Hạnh này. Em chào chị Thảo Vi nhá. Rồi xin chào tất cả các chị luôn. Chị nào mà nhìn thấy em rồi mà không chấm là em giận luôn đấy nhá. Rồi chào chị gái Nguyệt Bùi này, chào chị Hiền Chi nha. Phương Vi em có nhìn thấy mình nhá. Em chào chị Hằng Kha này, chào chị Hoa Thỏ luôn. Chị nào đang xem mà không chấm là em giận luôn. Rồi chào Mimi này, chào chị gái Phương Vi có thấy chị nha. Rồi có thấy tất cả các chị luôn nhá. Nhanh chóng có livestream của em nào. Hôm nay bán một cái siêu phẩm này. Đó, chị nào cũng không vào thì đúng là tiếc luôn. Rồi chào Đỗ Văn Tuấn này, chào chị Sorry Nguyễn, em chào Cẩm Lai nha. Em chào chị Lan Nguyễn này, chào chị Trần Thu Hương luôn ạ. Chị nào đã nhìn thấy em rồi mình nhanh tay cho em xem cái dấu chấm đi ạ. Chào Phương Nghi này, em chào chị Lan Võ nha, chào Đặc Chị Mù luôn. Rồi chào Ngọc Tiên nhá, chào chị Emily Nguyễn luôn ạ. Rồi có nhìn thấy Emily Nguyễn này, có thấy Cẩm Lai nha. Chào Thanh Vân, em có thấy chị Thanh Vân ạ. Rồi chào chị gì đấy, tên nước ngoài không biết đọc. Rồi em chào Hải Âu, em có thấy Hải Âu nha. Vậy em mặc hôm nay em bán 29.000 chị nhá. Rồi em chào Hồng Diệu luôn, chào em cảm ơn nha. Rồi chị nào nhìn thấy em rồi nhanh tay cho em xin một dấu chấm nào. Đến cũng có thể nhìn thấy các chị đúng không ạ. Chào Kiên Kiên, chào Bích Nguyễn, chào Hoa Cỏ này, hello Suri Ruby nha. Rồi em chào Lan Hà luôn. Chị nào mà muốn mua cái váy của em nhanh chóng vào cái livestream của em nào. Hôm nay bán một cái giá rất là giật mình luôn nhá. Kim Anh lấy hai cái màu nào, chị ơi em đã dơ màu đâu, lát em dơ màu sau nha. Rồi chào Hoa Cỏ, có lấy Hoa Cỏ này, chào chị Thảo Duy ạ. Chào chị gái Hoàng Thanh luôn nha. Rồi bên Bê Quyên có mỗi 8 người xem thôi, nhanh chóng chia sẻ cho em nha. Rồi các chị ơi chia sẻ từ những cái giây phút đầu tiên thế này. Hôm nay bán cái váy năm mặt nhá. Rồi em bán cái váy năm mặt này đó, em bán trong 10 phút đầu livestream nha, với cái giá là 29.000 một cái nhá. Có thấy chị ông Nguyễn Thu Yên luôn, em vừa mới lên mẫu này, chị đã bảo lên mẫu khác rồi, từ từ em sẽ qua mẫu sau nha. Rồi ok, cái này dưới 58kg là vừa chị Thảo Duy ạ. Cái váy lên Quảng Châu này một set liền các chị nha. Dưới 58kg là em sẽ bao vừa cho mình luôn. Rồi các chị em có 3 màu đó, 3 màu cho mình chọn luôn. Hôm nay em bán lấy tương tác nha, chỉ 29.000 thôi. Chị nào muốn đặt hàng nhanh chóng nào. Chị Khánh Lan Lê ơi, mình lấy màu gì ạ? Rồi chị Yến Chi, mình lấy màu gì? Comment đặt hàng cho em nào. Đó, quá đấy chị ạ. Rồi em bắt đầu nhận đơn hàng ngay từ giây phút này rồi nha. Có váy dài qua gối không chị? Rồi váy dài qua gối một lát em sẽ bán sau chị nhá. Cái này đúng rồi, 50.000 hai cái và miễn phí ship khi mua hai cái luôn. Bây giờ các chị bắt đầu comment đặt hàng cho em đi ạ. 29k là một cái này đó. Mình comment 29k kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ cho em. Mình comment đi lại nhiều lần, comment lại nhiều lần các chị nhá. Để tránh bị ẩn comment thứ nhất này. Và thứ hai là mình phải chia sẻ nha. Phải tương tác với bên thì comment nó mới hiện lên các chị nhá. Bắt đầu comment đặt hàng trên đi ạ. Chị Hoàng Thanh ơi, giá là 29.000 một cái nha. Shop có váy đen bó không em có, chị Lan Anh nha. Rồi một cái là 29.000, chị nào mua hai cái chị còn 50.000 nha. Và miễn phí ship cho chị nào mua hai cái luôn. Bắt đầu comment đặt hàng trên các chị nhá. 50k hai cái này đó, rất là xinh luôn, có 3 màu. Dưới 58 cân là em bao vừa cho các chị ơi nha. 29k một cái, hai cái là 50.000 và miễn phí giao hàng luôn. Chia sẻ cho em đi nào. Một lần trên trang cá nhân bật chế độ công khai với ít nhất là 10 nhóm cho em nha. Ít nhất là 10 nhóm để có thể chốt đơn hàng các chị nhá. Giá là 29.000 một cái, hai cái là 50.000 miễn phí giao hàng luôn. Chị Bích Huệ ơi, mình chia sẻ cho em chưa? Cái này dưới 58kg là vừa nha. Em chào Đinh Long này. Chị Suri Ruby màu nâu mình chia sẻ cho em đi nhá. Một lần trên trang cá nhân bật chế độ công khai để kiểm tra này. Và 10 nhóm chơi chỉ cần một lần trên trang cá nhân thôi ạ. Không cần chia sẻ trên trang cá nhân nhiều đâu các chị nhá. Chỉ cần đúng một lần thôi và ít nhất là 10 nhóm cho em các chị nha. Bán lấy tương tác quá là rẻ luôn, 29.000 và chỉ có trong cái livestream của em thôi ạ. Chị Ngân Kim Phụng lấy nâu bò mình chia sẻ cho em chưa? Chị An Nam lấy màu nâu đây, màu nâu chị nha, không phải vàng cam đâu ạ. Rồi màu nâu một set liền rất là xinh nhá, có váy ren luôn chị ơi, váy ren đây này đó, thấy chưa? Một lát lên bán váy ren sau nha. 29.000 một cái và bán cho chị nào chia sẻ nhá. Chia sẻ
một lần trên trang cá nhân bật chế độ công khai ít nhất là 10 nhóm để có thể chốt đơn hàng cho mình nhá. Phương Vi mình lấy hai cái là 50.000, mình bổ sung chia sẻ cho em nhá. Chia sẻ một lần trên trang cá nhân này và ít nhất là 10 nhóm cho em nhá. Set em mặc là 29.000 chị Nguyễn Hoàng ơi. Em có thấy Ngọc Tuyền này, chị nào chia sẻ rồi nhanh chóng nào chị ơi, chất liệu là len này. À em chưa mặc sáng cho đỡ loá nhá. Len này đó, len mịn Quảng Châu các chị nha. Rất là xanh luôn, dưới 58 cân em bao vừa, tay bồng như này nhá. Tay bồng rất đẹp này, 29.000 một cái. Bây giờ bắt đầu chốt các chị yêu nha. Rồi chia sẻ nhiệt tình lên xem nào. Một lần trên trang cá nhân bật chế độ công khai nhá. Và ít nhất là 10 nhóm nha. Em có váy xòe, váy nào em cũng có luôn. Chị nào muốn mua loại váy khác thì đợi em một lát, em sẽ qua mẫu xong nha. Em bán 29.000 và em chỉ chốt cho những cái chị nào mà chia sẻ với nha. Chị Thu Lan mình bổ sung số điện thoại cho em. Và các chị ơi, mình nhận hàng được mở hàng ra kiểm tra thoải mái nha. Có thấy Vũ Đào này, phải mở hàng ra kiểm tra cho em nha. Nếu như mà không đúng mẫu mình đặt thì mình không nhận hàng cho em nhá. Bán rẻ nhưng vẫn bán đúng chất lượng các chị nha. Rồi 29.000 một cái chị nhá. Chị Hằng Kha bổ sung số điện thoại cho em nào. Phải có số điện thoại thì bên mới chốt đơn hàng nha. 29.000 một cái, hai cái là 50.000 miễn phí giao hàng luôn. Bắt đầu chốt các chị nhá. Chị Thu Lê màu nâu mình có đơn chị ơi, 29.000 này, 0949 này, 190 này, 531 có đơn luôn, 29.000 này. Chia sẻ nào, một lần trên trang cá nhân bật chế độ công khai cho em. Sở máy có thể lên được xem cho em nào. Ok chị Hiền Nguyễn có đơn 9.000 luôn. Đó, chỉ 29.000 thôi, 0971 này, 531 này, 203 có đơn luôn, 29k nha. Tinh hoa trà có đơn chị ơi, 29.000 màu nâu nhá. Tinh hoa trà này, 0906 này, 299 này, 049 có đơn luôn, 29.000 nha. Chị nào lấy 2 set thì là 50.000 và em miễn phí giao hàng cho chị nào mua 2 set luôn. Rồi em cho các chị xem lại màu nhá. Các chị ơi phải chia sẻ cho em các chị yêu nha. Một lần trên trang cá nhân bật chế độ công khai, ví như là 10 nhóm cho em nhá. Một cái set váy quá là xinh này đó. Em có màu xám này và có cả là màu đen nha. Chất liệu len Quảng Châu rất là xinh nhá. Này một set liền nhá, một set liền như này nha. Sở máy có thể lên 500 view cho em nào, Queen lên 300 cho em nha. 29.000 một set, hai set là 50.000. Các chị ơi nhớ comment lại nhiều lần cho em. Comment đi, comment lại để tránh bị ẩn comment nha. Rồi Võ Minh chia sẻ cho em đủ chưa? Chỉ cần một lần trên trang cá nhân thôi nhá. Ít nhất là 10 nhóm để có thể chốt đơn hàng cho mình luôn các chị nha. Bắt đầu chốt tiếp nha, chốt tiếp này. Đó. Lên càng nhiều thì chốt càng nhiều mà cứ tụt lên lại bán hàng đúng không ạ? Có váy khác không? Có chị Hồng Anh nhá, để em lát nha. Chị nào mà lấy một cái thì là 29.000 chị ơi. Hoa bông trắng ơi, hai cái là 50.000 cho em nha. Và miễn phí giao hàng cho chị nào mua hai cái luôn ạ. Chị nào lấy thì nhanh chóng nào. Mi Thảo 29k nâu chia sẻ với nhiều nhóm rồi kia. Mi Thảo nhá, rồi Mi Thảo bút còn mực nha. 20 nhóm rồi, lấy số điện thoại đã. 0986 này, 105 này, 026 có đơn luôn. 29.000 màu nâu chị ơi. Chia sẻ nhiệt tình lên xem nào. Rồi tưởng may có thể lên à. 600 view cho em nha. Queen lên qua 300 view cho em mãi mà không lên được vậy. Hiền Tài mình có đơn chị ơi, 29.000 nha. 29.000 ạ, 2 set 50.000 nha. Rồi 62kg không vừa chị ơi, cái này dưới 58kg vừa. Có loại dài qua đầu gối đẹp nát nha. Hiền Tài comment rất nhiều lần luôn. 0169 này, 301 này, 4523 nha. Rồi các chị ơi nhanh chóng chia sẻ cho em nào. Một lần trên trang cá nhân bật chế độ công khai và ít nhất là 10 nhóm cho em nhá. 29.000 một set, 2 set là 50.000 nha. Ok chị Mộng Thường có đơn luôn chị ơi. Phải comment nhiều lần thì bên mới nhìn thấy mình nha. Ok 0963 này, 708 này, 229 có đơn luôn. Mình comment đi lại nhiều lần nha. Nó bị ẩn comment thì cũng không thể nhìn thấy và chốt đơn hàng cho mình đâu. Nên mình các comment cho em chữa hàng free size nha. Đào Nguyễn mình có đơn chị nhá. 0168 này, 481 này, 2053 này. Rồi ok em có 4 cái máy một lúc chị ơi. Ánh kim thông cảm cho em nha, 4 máy một lúc này. Thì nên các chị nào lấy thì cứ comment cho em là 29k nhá. Kèm màu, kèm số điện thoại cho em nha. Chị nào mà em chốt rồi mình inbox luôn địa chỉ hoặc là comment luôn địa chỉ cho em. Chỉ 29.000 một set thôi ạ. Nó đó rất là xinh nha. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Một lần trên trang cá nhân bật chế độ công khai với ít nhất là 10 nhóm cho em nhá. Màu nâu này, tay bồng như này các chị nha. Dưới 58 cân là bao vừa đẹp hết cho mình luôn. Rồi chị nào mà mua thì nhanh chóng bổ sung mã là 29k cho em. Và em chỉ bán trong cái đầu livestream thôi ạ. Bán trong đầu livestream thôi. Nên ngay từ những cái giây phút này thì mình phải chia sẻ cho em nha. Chia sẻ cho em nào. 29k kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ nhá. Một lần trên trang cá nhân bật chế độ công khai này. Và ít nhất là 10 nhóm để có thể chốt đơn hàng cho mình nha. Rồi sửa máy lên 700 view cho em nhá. Hoài Nam lấy màu xám đúng ạ. Ok có Hoài Nam luôn. 0911 này, 507 này, 507 có đơn luôn nha. Ok chị Ngọc Nguyễn mình có đơn 29.000 màu nâu này Ngọc Nguyễn nha. 0986 này, 103 này, 221 này. Rồi ok bên Queen lên 100 người xem nào. Bên Queen chốt cho Huyền Trần này. Huyền Trần có đơn nha.
29.000 Huyền Trần nhá. 0868 này, 103 này, 232. Chiều em có xét chế bài nhá. Rồi chia sẻ nhiệt tình lên trên nào. Một lần trên trang cá nhân bật chế độ công khai cho em. Phạm Hà Chi có đơn Phạm Hà Chi nha. Nhanh chóng nào Phạm Hà Chi này. 0973 này, 101 này, 2357 có đơn luôn. Rồi 29.000 chị nhá. Mèo con chia sẻ 30 nhóm có đơn luôn. Rồi mèo con nào, nhanh chóng chia sẻ cho em nha. Một lần trên trang cá nhân bật chế độ công khai và ít nhất là 10 nhóm cho em các chị nhá. Tâm màu nâu này, quá là đẹp không ạ? Đấy, màu nâu rất là xinh luôn. Sở máy có thể lên 700ml cho em nha. Queen lên 600ml cho em nào. Rồi các chị ở đây này đó, có 3 màu mình chọn nha. Màu xám này, màu nâu và em có cả là màu đen nhá. Giá bán trong 10 phút đầu của livestream là 29.000. Bán áp dụng cho chị nào chia sẻ ha. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em nha. Đây này, dưới 58kg bao vừa nhá. Dưới 58kg bao vừa luôn. Ok chị Hiền Trần mình có đơn rồi chị nhá. Hiền Trần có đơn rồi này. Phạm Trang có đơn luôn chị ơi, chia sẻ tích cực lên cho em nha. Sưởng máy có thể lên 700ml cho em nào. Queen lên 400ml cho em nhá. Rồi lượng ngày xem, người xem càng ngày càng giảm luôn các chị ơi. Rồi vậy bây giờ chị lấy nhanh chóng nha. À gì đây? Cảm ơn shop mãi mới được tặng quà đặt hàng nhà xưởng may rơi mấy bộ rồi. Ok cảm ơn chị luôn. Rồi bây giờ các chị ơi nhanh chóng nào. Em đây chị Mi Thảo ơi. Đấy có thể Mi Thảo nha. Rồi các chị ơi bây giờ em bắt đầu bán hàng một chút nhá. Cho em xin 20 phút để bán hàng nha. Rồi tiếp tục chia sẻ cho em đi. Xưởng may có thể lên 700ml cho em nào. Queen lên 400ml cho em nhá. Rồi BQ lên 100 người xem cho em. Em lại tiếp tục chốt giá 29k nha. Bây giờ cho em bán hàng một chút nào. Chị nào lấy cái váy này thì bổ sung cho em nào. V940 giá là 240.000 nha. Từ 450.000 giảm còn 240. Và chỉ chốt cho chị nào mua ở trong livestream thôi. 240.000 một cái váy cho chị nhá. Rồi chất liệu len này đó. 240.000 chỉ chốt đúng trong vòng 3 phút đầu tiên nhá. Chị nào comment chậm thì không có giá này đâu ạ. 240.000 nha. Cửa hàng bán là 450 này. Hôm nay bán là 240.000 mã là V940 cho em nha. Rồi V940 cho em nhá. Chị nào mà chưa được thì tiếp tục chia sẻ thì cuối livestream mình sẽ công bố tiếp nha. V940 màu xám này, V940 màu đen này và em mặc là V940 màu nâu nha. Giá là 240.000 ạ. À rồi chị Ngọc Hà ơi, 240 chị nhá. Từ 450 giảm còn 240.000 và chỉ bán đúng trong 3 phút đầu của livestream thôi. Đúng 3 phút là em sẽ qua mẫu nhá và em không bán cái giá là 240 nữa đâu ạ. Mã là V940 cho em, từ 450 giảm còn 240 nha. Thân tây em có xét dài hơn để em lát nhá. Trinh Ly lấy màu nâu này, cái này dưới 58 cân là vừa chị nha. Dưới 58 cân là vừa này, ngưng comment 29k cho em đi ạ. Rồi chị nào mà hôm nay mình chưa được thì em hèm một cái livestream xong nha. Mã là V940 cho em, giá là 240.000. Và em chỉ bán trong cái livestream này thôi ạ. Đúng 2 phút nữa em qua mẫu nha, giá cũ lại là 450 nhá. Chị nào muốn mua thì nhanh chóng comment luôn cho em là V940 đi ạ. 240.000 chị Ngân Bùi nha. Từ 450 giảm còn 240.000, chỉ chốt đúng trong 2 phút thôi ạ. 2 phút sau em sẽ quay về giá cũ là 450 nha. Em đây chị Ngọc Tuyền ơi, chị lấy bổ sung mã là V940 cho em đi ạ. 240.000 nhá. V940 này màu xám này, màu đen và có cả là màu nâu nha. 240.000 dưới 58 cân em bao vừa luôn. Rồi bây giờ em sẽ qua một cái set mới với chị nhá. Đó, cái set như này rất là xinh này. Em sẽ qua một cái set như này nha. Có thấy Ngọc Vân này, chị nào lấy cái váy này thì bổ sung là V940 cho em nha. 240.000 lương Hồng Hạnh chốt hàng cho mình luôn, 240.000 chị nhá. Bây giờ em sẽ qua một cái set mới chị nhá. Cái này là V940 240.000 ạ. Từ 450 giảm còn 240.000. Chị nào lấy thì nhanh chóng bổ sung mã là V940 này. Kèm màu, kèm số điện thoại, kèm luôn để chuyển hàng cho em nha. Hoài Anh mình bổ sung màu, số điện thoại để chuyển hàng cho em nhá. Yến Nhi bổ sung mã là V940 cho em. Bây giờ em qua mẫu các chị nha. Chị nào mà comment chậm thì sẽ không được giá là 240 đâu ạ. Nhi Bùi chốt hàng cho mình luôn. Chị nào lấy thì nhanh chóng nào. Màu em đang mặc là màu nâu chị ơi, 240.000 nha. Nguyễn Mơ mình bổ sung số điện thoại để chuyển hàng cho em nha. Khoai Tây Chiên mình bổ sung địa chỉ cho em nào. Chỉ 240.000 và bây giờ em sẽ qua mẫu nhá. Em sẽ qua mẫu này, chị nào thích thì nhanh chóng comment V940 cho em. Nếu chị nào comment chậm thì sẽ không có cái giá là 240 đâu ạ. Bây giờ em qua mẫu rồi các chị nhá. Chị nào lấy cái váy em vừa mặc thì bổ sung là V940 nào. Chị Ngọc Tuyết là mình bổ sung cho em là V940 đi ạ. Phải có mã chị nha. Chị nào chưa có địa chỉ nhanh chóng nào. Rồi các chị ơi, váy mặc là 240.000 nhá. Và em chuẩn bị qua mẫu rồi. 240.000 mà chỉ bán trong livestream này thôi ạ. Có thấy hồ điện này. Rồi Nguyễn Mâu mình bổ sung địa chỉ chốt hàng cho mình nha. 240.000 một váy chị ơi, 240 ạ. Từ 450 giảm còn 240 nha. Chị nào lấy thì nhanh chóng bổ sung mã cho em nào. Hoài Anh lấy màu nâu bổ sung V940 cho em đi ạ. Bây giờ em qua cái mẫu mới rồi các chị nhá. Chị nào lấy cái váy yếm thì nhanh chóng nhé, tại vì nó sẽ quay về giá cũ là 450 cơ. Và em chỉ bán trong livestream là 240 thôi. Chị nào lấy váy cũ đi bổ sung là V940 cho em nha.
Rồi bây giờ qua một cái set mới rồi các chị nha. Qua một cái set mới rất là xinh luôn. Bao gồm một cái váy body này, một cái váy body rất là xinh các chị nhá. Body sẽ sau, đây là một cái set nha, giá là 230.000 nha. Cái set này đang bán với giá là 230.000. Chị nào lấy thì bổ sung mã cho em nha. Chị nào lấy váy yếm vừa rồi thì bổ sung là B940 nào. Rồi em 1m57 và nặng là 45 cân chị nhá. Rồi ok chị Hùng Hằng chốt hàng cho mình luôn. Rồi các chị ơi, qua một cái set mới rồi này. Một cái set mới này. Đó, một cái set mới rất là xinh luôn. Và cái này cũng từ 450 nha. Hôm nay em bán là 230 đi. Rồi hôm nay chỉ bán 230.000 thôi. Chị nào lấy thì bổ sung cho em là set 11 nhá. Từ 450 giảm còn 230.000 nha. À, váy yếm này có không? À, dạ chị ơi, hiện tại em không có yếm dài nha. Rồi các chị ơi, đây này, 450 giảm còn 230.000 này. Đó, một cái set như này nha, bao gồm cái váy body, một cái áo đi nha. Và em chỉ chốt đúng trong 5 phút thôi. Chị nào mà comment nhanh thì sẽ được giá là 230.000 nhá. Còn nếu như sau khi em qua mã thì sẽ quay về giá cũ nha. Trong cherry mình bổ sung cho em nào, làm thế nào để được giá 240.000 ạ? Ok chị ơi, giá 240 thì chị bổ sung cho em là V940 này, màu số điện thoại để chị hàng cho em. Giá là 240 nhá, chốt nốt cho chị luôn thôi ạ. Ok, Hoài Nam set 11 nâu chốt hàng cho mình luôn. Chị ơi, cái set này là 230.000 nha. Chị Trâm Cherry lấy bổ sung số điện thoại để chị hàng cho em nhá. Chị nào chưa có địa chỉ bổ sung nào, cái này 450 nha. Chị nào muốn mua giá 230 thì nhanh chóng comment cho em là set 11 đi ạ. Chị nào muốn mua giá 230.000 thì bổ sung là set 11 nha. Còn không có mã, không có giá thì không có số điện thoại thì em không chốt giá 230 đâu ạ. Set 11 230.000 này. Rồi ok, mình có vừa chị Nguyễn Thị Hằng nhá. À rồi chị Trâm Cherry em cảm ơn nha. Chị nào muốn lấy váy yếm, váy yếm là 240.000 và chỉ bán cho chị nào comment cho em là V940 thôi nhá. Váy yếm là 240.000 này, đó. Có màu nâu, màu xám và màu đen nha. Giá là 240, chỉ bán cho chị nào comment là V940 thôi ạ. Cái set này đang mặc là 230.000, mã là set 11 cho em nhá. Ok, Lan Vũ set 11 màu xanh chốt hàng cho mình luôn. Có thấy Thanh Võ này. Các chị ơi nhanh chóng nào. Set 11 màu nâu này 230.000 nha. Thấy Ngọc Văn luôn. Chị nào muốn lấy thì nhanh chóng nào. Em 45kg chị ơi, Nguyễn Thị Hằng mình lấy set 11 màu gì ạ? Các chị ơi nào, nhanh chóng đi ạ, cái này nhá. Cửa hàng bán đúng 450 thôi, nhưng hôm nay em bán là 230 nha. Cho chị nào comment là set 11 nhá. À rồi chị ạ, Alia liên đoàn đã set 11 chỉ 230 không 240 đâu. 240 là váy nhá. Chị nào mà comment đầy đủ thì chốt là 230 nhá. Mình có vừa chị Trâm Cherry nha. Chị Nguyễn Thị Hằng ơi, mình lấy màu gì? Màu xanh này, màu xanh ngọc này, màu đen này. Nguyễn Nga bổ sung số điện thoại để chị hàng cho em nha. Rồi màu sữa này. Ok, Trâm Cherry chốt hàng cho mình luôn. Huyền Julia chốt hàng cho mình nhá. Set 11 màu xanh. Ok, liên đoàn bổ sung địa chỉ hàng cho em nha. Đúng 230.000 thôi. Cho chị nào comment đầy đủ là set 11 nha. Nếu mà không đầy đủ thì em không chốt đâu ạ. Cửa hàng bán đúng 450 giá niêm yết luôn. Đấy, rất là xinh chị nhá. Set nâu 11 65kg không vừa rồi chị ơi. Cái này dưới 58kg thôi ạ. Ok, Hoàng Minh Vân có thấy Minh này, Nguyễn Nga bổ sung số điện thoại để chị hàng cho em nha. Khánh Linh lấy set 11 230 màu xanh chốt hàng cho mình luôn. Rồi chị lấy bổ sung cho em là set 11 đi nào. Chỉ đúng 230.000, cho chị nào comment đầy đủ cho em là set 11 này, màu số điện thoại để chị hàng nha. Có váy xòe kim thúy đợi em 2 phút nhá. Rồi bây giờ các chị nhá, chị nào muốn mua giá 230.000 thì comment cho em là set 11 này kèm màu đi ạ. Kèm cả số điện thoại và địa chỉ hàng cho em nha. 230.000 cho chị nào đầy đủ nhá. Bao gồm cái váy xẻ sau này, đó. Nếu chị nào cao thì mặc thành dáng ngắn cho em, còn chị nào thấp thì mặc dáng dài rất là dễ mặc cho chị nhá. Khoai tây chiên ơi, mình lấy cái gì mình bổ sung mã cho em nha. Rồi cái này mình còn nó là cổ thuyền nhá. Có thấy chị Thanh Vũ luôn, cổ thuyền này. Chị nào muốn mua giá 230 thì comment là set 11 cho em đi ạ. Váy đen trắng treo ở sào kia bao nhiêu? À rồi chị ơi, cái này là 240 chị nhá. Cái này này đó là V940 chị ạ. Từ giá là 450 nha, giá bán bình thường là 450 này. Chị nào lấy thì bổ sung là V940 thì em để cho giá là 240 nha. Chị nào comment V940 cái váy này thì em để là giá 240 nhá. 60 cân chị Huy Hoàng Nguyễn, mình cao 1m bao nhiêu ạ? Chị Thanh Võ sao không nghe chốt vậy? Chị Thanh Võ lấy cái gì thì bổ sung mã cho em nha. Chị nào muốn lấy cái gì cứ bổ sung mã để đủ là em chốt các chị yêu nhá. Rồi ok chị Hùng Hằng lấy màu xám nha, bổ sung số điện thoại để chị hàng cho em nào. Chị nào comment ở trong cái livestream này nhá, chỉ bán 240 cho chị nào comment là V940 ạ. Giá bán cửa hàng là 450 nha. Còn nếu chị nào không comment đầy đủ thì giá vẫn là 450 chị nhá. Ok, mình có vừa chị Hân Ngọc nha. Chị Thanh Võ lấy set đen thì bổ sung cho em. Set đen là váy là cái set em mặc hả chị? Set em mặc mã là set
S11 nha. Còn cái váy này mã là V940 cho em. Chị nào comment đúng mã thì được giá là rẻ nhá. Ship bao nhiêu vậy chị? Rồi chị ơi, ship vào nội thành Hà Nội là 20.000, ngoại thành các tỉnh là 30.000 chị Trâm nha. Được kiểm tra hàng thoải mái luôn. Chị Nguyễn Thu Hằng ơi, mình bổ sung mã cho em nào. Em mặc là set 11 nhá. Ok, chị Nguyễn Nga chốt hàng cho mình luôn. 1m63, 60kg mình có vừa cái set này cho em chị nha. Thanh Võ lấy cái này ok chị luôn. Em cảm ơn Bảo Thư chị nhá. Rồi đấy ạ, rồi cái set em mặc là 230.000. Cho chị nào comment là set 11 cho em nhá. Đó, chị nào comment đúng là set 11 này cho em thì giá là 230 chị Thu Cúc nha. Còn chị nào không comment đúng thì giá sẽ là 450 nhá. 58kg mình có vừa chị nha. Ok, Bảo Thư set 11 nâu, em cảm ơn chốt hàng cho chị luôn. Bổ sung địa chỉ cho em nào. Chị Thu Cúc ơi, set 11 là 230 nha. Em chốt ở phía trên chị thấy không ạ? Chị ơi, bây giờ mới thấy mình nha, chắc là do quá nhiều comment nó bị ẩn nha. Chị nào lấy cái này comment đúng là V940 thì giá sẽ là 240.000 nhá. Còn chị nào mà lấy cái set của em comment đúng là set 11 thì giá sẽ là 230 nha. Rồi ok, chị Thanh Võ chốt hàng cho mình luôn này. Phương Hồng V940 đen nâu, rồi chốt hàng cho mình hai cái luôn nhá. Nguyễn Nga ơi, mình bổ sung địa chỉ hàng cho em nha. Set em đang mặc là có giá là 230.000. Cho chị nào comment cho em là set 11 nha. Chị Thanh Võ, em có thấy số điện thoại rồi ạ? Mình bổ sung địa chỉ cho em nhá. Thu Cúc lấy màu nâu chốt hàng cho mình luôn. Rồi chị nào lấy cái váy yếm này nha, bổ sung là V940 này, kèm màu, số điện thoại, địa chỉ thì sẽ có giá là 240 ạ. Cửa hàng em bán đúng là 450 luôn. Nếu như chị nào comment không có mã thì sẽ giảm giá 450 nha. Cái set em mặc thì là ở cửa hàng em cũng bán là 450 luôn. 57kg chị Mỹ Dung mình có vừa nha. Thư Lê vừa nãy em có mặc rồi, chị để em lát em sẽ thay lại cho mình nhá. Rồi chị Hèn Trang, hiện tại thì bên chưa có cái size đấy nha. Phương Thảo em chốt hàng cho mình, bổ sung địa chỉ hàng cho em nha. Trâm Cherry chốt hàng cho mình ạ. 48kg vừa đẹp chị ơi. 40cân, 1m45. Chị Đỗ Hào ơi, mình hỏi mẫu nào ạ? Nếu cái này thì mình mặc hơi dài một chút chị nha. Còn cái váy yếm kia thì ok, thoải mái cho em nhá. Phương Hồng chốt hàng cho mình luôn. Rồi V940 nâu mình bổ sung số điện thoại để chuyển hàng cho em nào. Chị Triệu Thùy Thúy Vân ơi, cái này bên bán là 450 nha. Nhưng chị nào comment đầy đủ cho em trong livestream set 11 thì chỉ có giá là 230 ạ. Rất là đơn giản nha. Rất là đơn giản để mua được giá 23. Màu xanh ngọc các chị nhá. Kim Thùy váy xòe em chỉ có đúng là còn đúng một cái mẫu duy nhất váy xòe này thôi cho mình xem. Đấy, em chỉ có đúng một cái mẫu váy xòe này này. Đó, mã là V851 cho em, chất liệu len này. V851 giá là 250.000 nha. V851 250 nhá. Giá mã là V851. V851 màu sữa này, V851 màu đỏ này, V851 màu xanh nha. Chị ơi, cái yếm này ạ, cái yếm này là 240.000. Cho chị nào comment là V940 nha. Set em mặc là 230.000 này, cái này là 240 nhá. Mã là V940 cho em. Chị nào comment đúng V940 sẽ có giá là 240 nha. Mặc ok, màu đen như bạn mặc. Chị Đỗ Đức Tài, set em mặc là set 11 nha. Mình đang da hơi ngăm, mặc màu gì tôn da. Nếu mà da ngăm chọn cho em tông màu nâu đi ạ. Lúc nào tông màu nâu cũng rất là tôn da của mình luôn các chị ơi nha. Chị nào mà da mà trắng một chút thì mình chọn cho em tông màu xanh nhá. Ok, Mỹ Dung lấy V851 xanh, bổ sung dưới này để chỉnh hàng cho em nào. Cái set này của em là 230.000. Cho chị nào comment là set 11 nha. Còn cái này mã là V940 chị nhá. V940 giá là 240 nha. Chỉ bán 240 cho chị nào comment đầy đủ ha. V940 màu nâu này, V940 màu đen này, V940 màu xám nha. 240.000 cho chị nào comment xem là V940 nhá. Bình thường em bán là 450 ạ. Rồi em thay sang tông màu xanh cho chị xem nhá. Đây là set 11 này, từ 450 giảm còn 240 cho chị nào comment đặt hàng ở trong livestream nha. Rồi được kiểm tra hàng thoải mái chị ơi. Bên bán hàng uy tín mình có thể mở hàng ra kiểm tra thoải mái cho em. Nếu mà không đúng mẫu đúng mã thì đặt thì mình không nhận hàng ok không ạ? Bây giờ em thay sang cái tông màu xanh cho chị xem nha. Bao gồm cái váy body này, nó rất xinh luôn. Chị nào cao thì mặc thành váy ngắn nhá, còn chị nào hơi thấp mặc váy dài rất là ok nha. Ok, chị Đỗ Đức Tài màu đen, bổ sung số điện thoại để chỉnh hàng cho em nha. Cái set em mặc là 230.000 chị yêu nhá. 29k hết rồi chị ạ. Bây giờ em sẽ thay sang tông màu xanh cho các chị xem nha. Chị nào lấy màu nào thì bổ sung mã cho em đi ạ. V940 này, hoặc là set 11 cho em nhá. Chị nào lấy cái set em mặc thì bổ sung là set 11 này. Lấy cái váy yếm thì bổ sung là B940 cho em. Chị đặt hàng trong cái livestream để mới có cái giá này thôi ạ. Đó, màu xanh.
À, chị gấu Milo lấy set nâu thì bổ sung cho em là set 11 nha. Nhưng gửi hàng thì phải ghi được kiểm tra. Rồi đúng rồi, bên em lúc nào 100% đơn hàng của nhà em đều sẽ được kiểm tra chị nha. Đều được kiểm tra hàng thoải mái trước thanh toán luôn. Nên chị Thu Cúc yên tâm nhá, bên lúc nào cũng cho kiểm tra hàng cả. Yên tâm đi ạ. Bên bán hàng, nói chung là bán hàng đã chất lượng rồi thì không có vấn đề gì mà không đáng cho các chị xem đúng không ạ? Rồi này, em còn vẽ cả ra áo rồi này. Đây là set 11 màu xanh các chị nhớ. Đó, màu xanh rất nhẹ nhàng luôn. Chị ở lấy set này bổ sung cho em nào. Cái này mình có thể mặc dáng là cổ phiền với chị nha. Không lệch vai cũng được, lệch vai thì xinh hơn nhá. Rồi, ok, chị lên đoàn chốt hàng cho mình rồi nha. Chị Nguyễn Thị Hồi ơi, mình lấy set 11 màu gì ạ? À? Màu xanh đây chị nhớ, rất là xinh luôn. Dưới 58 cân em bao vừa nha, nhìn rất là đẹp luôn chị nhớ. Chị Văn Duy, cái này là 450, hôm nay em sale còn 230.000 nha. Cho chị nào mặc là cho chị nào comment là set 11 cho em. Đúng 230.000 ạ. À. Trần Linh ơi, set là 230.000 chị nha. Chị nào comment set 11 ạ. À. Em có 1m57 và nặng là 45 cân chị nhá. Cái này mặc thoải mái cho em, cứ dưới 58 kg bao vừa đẹp luôn. À, rồi ok, xem cái váy ngoài cùng. Rồi ok, chị Nguyễn Thị Hồ chốt hàng cho mình này, bổ sung địa chỉ cho em nha. Chị Nguyễn Lan ơi, 60kg mình cao mét bao nhiêu ạ? Nếu mình cao tầm mét 6 thì mình vẫn vừa chị nha. Người mình gọn thì vẫn ok cho em, tại vì nó là hàng len co giãn mà. Đó, một set này, set nâu cũng 230.000. Cho chị nào comment đúng cho em là set 11 đi ạ, chỉ 230 thôi. Đó, một set như thế này đấy chị nha. Bao gồm cái váy body này. Đó, và cáo len như này nhá, chỉ 230.000 thôi. Chị nào lấy thì bổ sung mã là set 11 cho em. Cái váy này là V940 nha. Từ 450 giảm còn 240.000. 240.000 cho chị nào comment là V940 này. Kèm màu, kèm số điện thoại để chuyển hàng cho em. Có vừa chị bánh gấu nha. Rồi set váy là 200, set em mặc là 230 này. Còn cái set yếm này là 240 nhá. Yến Nguyễn chất hàng cho mình luôn. Set nâu lúc nãy là mã là set 11 màu nâu cho em chị gấu Milo nhá. Tất cả mẫu em mặc là set 11 này, còn cái váy này là V940 nha. 240.000 cho chị nào comment là V940 này, kèm màu, kèm số điện thoại, kèm luôn địa chỉ hàng cho em. V940 màu xám này, V940 màu đen này, V940 màu nâu nha. 240.000 này cho chị nào comment đầy đủ đi nhá. Cái set của em mặc thì là 240 các chị ạ, là 230 các chị nhá. Ok, chị bé mọc V940 màu đen chất hàng cho mình luôn. 40 cân 1m45 có mặc được không? Chị ơi, cái mặc cái này thì được này. Này. Mặc cái váy đi thì được nhá, tại vì cái này là dáng nó cho những chị là người nhỏ nhỏ mignon. Còn cái này em sợ chị mặc sẽ hơi bị dài đó ạ, mặc cái này bị dài nha. Rồi ok, có thể vô tâm này. 60kg mình cao 1m bao nhiêu chị Lộc Bình ơi? Nếu mình cao tầm 1m6, 1m7 vẫn vừa nha. Chào Mỹ Ngọc luôn ạ. Rồi chị là đang xem livestream của Queen thì cho em xin lỗi chấm đi, em không thấy ai nói gì. Đỗ Đức Tài chốt hàng cho mình rồi chị nha. Mình có vừa chị ơi, có thấy vô tâm này. Đỗ Đức Tài bổ sung số điện thoại để chuyển hàng cho em. Ok, Cathy Nguyễn lấy màu nâu chốt hàng cho mình luôn. Rồi Nguyễn Lan chốt hàng cho mình màu xanh nhá. À, lợn điên này chị lấy màu gì chị lợn à? Chị lợn điên. Mình lấy màu gì? V940 ạ. 240.000 này, V940 màu nâu ạ. Màu xám này, và em có cả là màu đen nha. Chị nào comment đầy đủ là V940, kèm màu, kèm số điện thoại, địa chỉ thì giá chỉ có 240.000 thôi. À, hết game rồi chị vô tâm nhá, em hẹn mình live stream sau nha. Mét 50-50 cân mặc được set nào? Chị Phùng Hậu ơi, mình mặc được set của em nha. Set em mặc là từ 450 giảm còn 230.000 này. Em chào Ngọc Vinh nhá, Ngọc Vinh có thích mẫu nào không ạ? À, chị ơi, cái này là liền này, cái này là liền nhá, set này là set liền. Còn cái này của em mặc là rời nha. Cái này mặc rời này, 60 cân mét 58. Chị Nguyễn Lan ơi, nếu mà mình người mình gọn người vẫn vừa chị nhá. Tại vì cái này co giãn tốt mà. Nó co giãn rất là tốt luôn, hàng len co giãn chị nhá. Set em mặc là 230.000 nha. Mã là set 11 cho em, set 11 màu nâu này. Đó, 230. Màu sữa này. Có thể chị Bảo Anh luôn, xin Nghệ An là 30.000 chị yêu nhá, được mở hàng ra kiểm tra thoải mái luôn. Rồi set 11 màu đen này. Ok, Hồng Hạnh đợi em 2 phút em sẽ mặc lại V940 mình xem nha. Em đang mặc 1m50 nặng 40 cân vừa không? Chị ơi có vừa nhưng mình sẽ mặc thành dáng dài chị nha. Mình mặc gần đến đây cho em nhá, mặc dáng dài rất xinh nhá, tại vì cũng khá là mặt lạnh lạnh rồi. Chị nào lấy bổ sung cho em, set này đang mặc là 230.000 này, bao gồm cái váy body này, váy body như này. Đó, mình có thể mặc riêng một cái váy body này thôi, đã xinh rồi các chị nhá. Mình có thể mặc thêm cái áo này cho em nào. Đó, 230.000, mã là set 11 màu nâu, set 11 màu sữa, set 11 màu đen và em mặc là màu xanh nha. Rồi ok, Nguyễn Tâm mình lấy bổ sung mã là set 11 cho em nha. Vừa cho chị bộ đấy, ok chị Nguyễn Lan luôn. Váy chị mặc bao nhiêu? 230.000 chị ơi. Chị nào lấy cái váy yếm kia thì bổ sung là V940 cho em nha, váy yếm này nè, đó.
Còn lấy cái set em mặc thì bổ sung là set 11 cho em nha. Mình có chứ vừa chị Nguyễn Thị Vân nhá. Hà Bêm sẽ gọi điện tư vấn rồi mới gửi cho chị nha. Ship cho chị bộ em đang mặc nhé. Bảo anh ơi mình comment cho em là set 11 đi ạ. Đó, màu xanh này chị ơi. Mình lấy màu nào ạ? Nếu mà da mình trắng thì mình chọn màu xanh cho em. Còn da mình hơi mình không được trắng lắm thì màu nâu này. Cái màu nâu thì mặc rất là tôn da. Chị nào mà sợ béo thì mặc màu đen này. Chị nào mà da mình thích nhẹ nhàng thì màu sữa nha. Rất là dễ mặc luôn. Mã là set 11 cho em nhá. 230.000 ạ, đó. Em có thấy chị ve sầu này mình lấy cái gì chị ơi? Rồi Cute Bomb lấy set 11 màu vàng chốt hàng cho mình luôn. Cho chị set 11 màu xanh. Ok, chị Bảo Anh bổ sung xuống lại địa chỉ hàng cho em đi ạ. Rồi ok, chị Bích Thủy ơi, cái giá của cái set em mặc là 230.000 nha. Đây là em do em vẽ mà thôi. Rồi ok, chị ở lấy bổ sung mã là set 11 cho em màu xanh này. Tay bo này các chị nhá. Đây là cổ thuyền, mình có thể mặc lệch hoặc là không lệch tùy mình nha. Chị nào lấy thì bổ sung mã là set 11 cho em đi ạ. Rồi chị da màu, rồi ok chị da trắng thì mình bổ mặc set màu xanh này rất là đẹp luôn. Quá là đẹp luôn á, em thích cái màu xanh này. Em nhẹ nhàng. Ok chị Bảo Anh mình bổ sung cho em số điện thoại và địa chỉ nào nha. Rồi giá là 230 bao gồm một cái váy body này, một cái áo len như này ạ, 230.000 một set nhá. Mã là set 11 cho em. Cửa hàng em bán đúng là 450 luôn. Chị nào ở Hà Nội thì có thể ghé trực tiếp cửa hàng xem luôn. Đúng là 450 không thêm đâu ạ. Hết váy 29.000 rồi Kim Nga nha. Rồi hẹn vào livestream sau chị nhá. Đầm trước kia. Rồi cái này là V940 các chị yêu nha. V940 này giá là 240.000 nhá. V940 240 cho chị nào comment là V940 cho em. V940 màu đen này, V940 màu xám này, V940 màu nâu nha, 240.000. Chị Hà Hoa ơi, set em mặc là 230.000 nha. Set em mặc mã là set 11 màu xanh này, 230.000. Váy này là 240 nhá, mã là V940 cho em. Rồi em thay lại cái dáng này các chị nhá. Em sẽ thay lại cái dáng V940 cho các chị xem nha. Chị nào lấy set em mặc thì bổ sung trên là set 11 nhá, giá là 230.000. Chất liệu len rất là xinh này, dưới 58 cân bao vừa luôn, cao cấp co giãn thoải mái nha. Bây giờ em sẽ thay lại cái dáng V940, 240.000 cho các chị xem nhá. Chị nào lấy cái set em vừa mặc thì phải có mã là set 11 nha. Chỉ 230.000 thôi. Ngoài cửa hàng em bán đúng 450 ạ. Chị nào Hà Nội thì có thể ghé trực tiếp cửa hàng luôn. Đó, em mặc xong set 10 ạ. Mặc xong V940 rồi này. Cho chị nào mà chưa xem được dáng nha. Chị Dung Kim ơi, cái này dưới 58 cân là vừa nhá. Dưới 58 cân vừa luôn. Rồi, em mặc sang V940 rồi ạ. Ở cửa hàng anh bán là 450 nha. Chị nào đặt ở trong cái livestream này thì giá chỉ còn là 240 thôi ạ. Ok, chị Phương Hồng chốt hàng cho mình này. Bé Mộc chốt hàng cho mình set 11 màu đen luôn. Cái này cũng dưới 58 cân là vừa đẹp cho em nhá. Set 11 màu xám với chị ơi. Ở hàng len Quảng Châu nha. Đây là một set liền như này, em mặc màu xám này. Chị nào mà hơi gầy một tí mặc màu xám cho em. Da mình hơi ngăm mặc màu nâu nhá. Và chị nào sợ béo mặc màu đen. Em ở Hà Nội chị cầm liên nha, em ở số 51 ngõ 76 Mai Dịch Cầu Giấy Hà Nội này. Và một cái ở số 70 Phúc Diễn Bắc Từ Liêm Hà Nội nha. Ok chị Quế Lâm Nguyễn lấy set 11 màu đen chốt hàng cho mình luôn. 42kg vừa đẹp chị ơi, không rộng đâu bằng em nhá. Cái này co giãn thoải mái này. Nhưng mà cái này cho chị nào dưới 1m65 thôi. Còn nếu mình trên 1m65 mặc sẽ bị cộc lắm ấy ạ. Cộc lắm ấy, cái này cho chị nào mi nho một chút. Cái này em có 3 màu nha, dưới 58 cân này em vừa. Màu nâu này, đó. Mã là V940 cho em, giá là 240.000 nha. Rồi chị Bảo Anh em nhớ rồi, mình nhớ cho em số điện thoại à, mình cho em số điện thoại chưa? Ok, mình cho em luôn địa chỉ đi ạ. Cái này là 240 chị ơi, từ 450 giảm còn 240 nha. 450.000 giảm còn 240.000. Cho chị nào comment đặt hàng ở trong cái livestream của em nhé. V940 màu nâu này, V940 màu đen này mặc màu xám nha. 240.000 ạ. Ok, chị Lợn Điên lấy màu nâu chốt hàng mình bổ sung địa chỉ cho em nha. Giá là 240 chị Nga anh ơi, 240.000 nhá. Từ 450 em giảm còn 240 này. Chị nào muốn mua cái giá là 240 thì comment là V940 cho em nha. Có thấy Ngọc Thủy Hoa luôn ạ. Chỉ 240.000 thôi chị yêu nha.
Ok chị ạ, khi Nguyễn lấy V940 màu xám bổ sung địa chỉ này cho em nha. Rồi em có thấy thủy hoa này, chị nào lấy cái váy này thì nhanh chóng bổ sung là V940 cho em nhá. Ở trong livestream thì là 240.000 nha. Còn nếu mà em tắt cái livestream này thì sẽ là giá 450 ạ. Không mua đúng là quá tiếc luôn, không ở đâu bán rẻ như này đâu ạ. Đỗ Đức Tài em chốt đơn hàng cho mình rồi nha. Chị Hà Hoa lấy set 11 màu xanh vừa nãy bạn mặc có màu đen không? Em có màu đen chị ơi, 48 cân mình có vừa luôn. Chị nào có câu hỏi gì cứ comment cho em nha. Mặc thêm mấy mẫu khác nữa đi em. Ok Phương Hồng, em đợi em lát em thay bây giờ đây. Rồi bảo anh em cảm ơn nha. Rồi chị ơi, lấy cái váy này bổ sung là V940 cho em nhá. Lát nữa em sẽ không quay lại mẫu đâu các chị yêu nha. V940 240 ạ. Em mặc thêm mẫu em cho các chị xem áo vest nhá. Áo vest này đó. Áo vest là 160, hôm trước em bán là 250 nhưng thôi hôm nay kiểu nó bắt đầu vào thu rồi. Em xả là 160.000 nha. Cái này mình có thể mặc áo dài tay bên trong được nha, áo vest này. Áo vest chất lượng tuyết mưa nhá, 160.000 ạ. Chị Hồng Tâm Trần ơi, cái váy em mặc là 240 nha. Ok, cái này là 200, cái áo vest này là 160 nhá. Bây giờ em bán 160 này. Mã là H1 cho em, H1 màu cam này, H1 hồng đỗ này, 160.000 thôi, không bán hơn nữa, không bán kém luôn. H1 màu nâu này, 160.000 các chị nha. Rồi áo vest các chị nhá, màu đen này, chất liệu vải tuyết mưa dưới 58 cân bao vừa, hồng phấn đấy ạ. Dưới 58 ký vừa nha. Rồi màu sữa chị ơi, em có cả tông màu đỏ nha. 160.000 nhá, chất liệu vải tuyết mưa này. Em chào Quỳnh Anh Nguyễn ạ. Chị nào lấy áo vest thì bổ sung cho em là H1 đi ạ. Lấy cái váy em mặc thì bổ sung là V940 cho em nha. Áo vest là 160 chị nhá, mã là H1 ạ. Rồi cái váy xòe này, váy dáng xòe này, mã là V851 cho em, giá là 250 nha. Ok chị Hà Hoa này, cho mình một bộ màu đen này, tổng cả ship là bao nhiêu vậy? Chị ơi, ship ở Lào, ship tỉnh là 30.000 nha. Áo 35 kg vừa không chị Phùng, sao ơi, 35 kg mình hơi rộng một chút nhưng vẫn được chị nhá, vẫn được nha. Rồi cái này là 250 các chị nha, mã là V851 cho em. Chất liệu là len này, váy xòe nhá, có cổ có cúc luôn. V851 màu sữa này, V851 màu đỏ này, 250 ạ. V851 màu xanh nha. Chị nào muốn lấy cái gì nhớ rơi cái mã rồi mình comment mã cho em nhá. Em có váy body kẻ như này chị nha, kẻ body như này này. Set váy dài thì với lại áo bao nhiêu? Chị ông Quỳnh Như cái set này là 230 chị nhá. 230.000 mã là set 11 nha. Rồi cái này thì chỉ có vài set thôi nên bán rẻ là 230 nhá. Chị nào comment là set 11 thì có giá là 230 nha. Màu nâu ạ. Cái là váy nhá, váy body này đó, có cổ có cúc như này nha, mặc đi làm thoải mái cho em. Lên này. Mã là V840 cho em nhá, giá là 220.000 nha. V840 màu sữa này, V840 màu xanh này. Rồi cái rồi ok, cái set là 11 là giá là 230.000 chị nhá. Ship 30.000 là 260 chị nha. Rồi cái này là V841 cho em nhá, V840 nha. Ok chị heo đen để em lát nào. Set em mặc là 240 chị Mỹ Ly nha, chỉ 240.000 thôi. Mã là V940 cho em ạ. Đúng rồi chị Hà Hoa ạ. Và mình được kiểm tra hàng thoải mái nha. Được kiểm tra hàng thoải mái luôn chị ơi. Cái set lúc đầu em mặc đây này, set dài này, em có một cái áo này. Đó là set 11 nha. Giá là 230.000 nhá. Set 11 màu nâu này, đó, có màu xanh ngọc này, màu nâu này, set 11 màu đen này, set 11 màu sữa này, 230.000 nha. Chị nào lấy váy mặc thì bổ sung là V940 trên nhá. Set em mặc là 240, có 3 màu đen, màu nâu và màu xám nha. Rất là xinh luôn. Cái này dành cho chị nào dưới 1m65 thôi, nếu mà trên 1m65 thì mình mặc bị rộng. À mình mặc bị ngắn em nói nhầm. À, bao nhiêu cái vậy chị? Chị Thị Hiền ơi, mình hỏi cái gì ạ? Cái váy em mặc là 240 này, còn cái set vừa nãy là 230 này, mã là set 11 nha. Đó, có cả màu xanh ngọc. Ok chị Đạt Vũ Thanh lấy V840 màu gì hả chị yêu? Đây này, đây là set 11 nhá. Rất là xinh luôn. Màu xanh này. Em mặc là V940 240 nha. Từ 450 còn 240 bán trong livestream thôi. À rồi cái này là V840 hả?
Thế em mặc sang cái này nhá, em mặc sang nốt cái này cho chị ơi nhá. Cái này là 220 ạ. Set bao chị bao nhiêu vậy? Chị Khánh Nha ơi, set em mặc là 240 nha, từ 450 giảm còn 240. Chị nào lấy thì bổ sung cho em là V940 nhá, tay bồng này. V940 240.000. Set 11 em có 4 màu chị Bình Lục nha. Set 11 có 4 màu này. Đó, màu xanh này, màu sữa ạ, màu đen ạ, và có cả là màu nâu nha. 240.000 và 230.000 một set 11 nhá. Váy em mặc là 240, mã là V940 nha. Ok chị Hòa ha, Hà Hoa chất hàng mình luôn. Rồi em xay xong cái váy này chị nhá, váy kẻ này. Đó, đợi em 2 phút em thay nốt cái mẫu này. Rồi bây giờ chị nào mà muốn mua cái gì cứ comment mã đặt hàng luôn cho em đi ạ. Tại vì em chỉ là bên em chỉ chốt đơn hàng trong livestream thôi. À, chị Bình Lục lấy màu nâu mình bổ sung số điện thoại địa chỉ hàng cho em nha. Chị Đông Trương ơi, 55kg mình có vừa rồi chị ơi. Mẫu nhà em cứ dưới 58kg vừa. Đó. À, chị Thu Huyền ơi, em không mặc lại set đâu ạ. À, một lát nữa mình xem lại livestream game nha. Set trước là set 11 mình lấy thì bổ sung mã là set 11 cho em nhá. Rồi em qua mẫu rồi chị nha. Mã là V840 này, chất liệu len cao cấp nha. Ở cái này là váy len body nhá, có cổ này, ba cúc này. Đi làm đi chơi thoải mái cho em. Rồi ok chị Hân Ngọc lấy yếm đen thì bổ sung là V940 đen cho em nha. Chị Khi Nguyễn chốt hàng cho mình rồi ạ. À, chị Hân Ngọc em vừa mới mặc rồi nhá, mình em có mặc rồi, mình lấy cái váy yếm này thì bổ sung cho em là V940 nha, 240.000 nha. Chị nào lấy cái váy mặc thì bổ sung là V840 ạ, 220.000 này. V840 màu đen này, đó 220 này. Chất liệu đẹp, len rất đẹp luôn, co giãn thoải mái cho em nhá. Có màu sữa này, màu xanh rêu này, và em có cả là màu đỏ nha. Cái này có cả màu đỏ chị nhá. Chị nào lấy thì bổ sung là V940, kèm màu, kèm số điện thoại, kèm luôn địa chỉ hàng cho em nha. V940 màu sữa này, V940 màu xanh này, và em mặc là màu đen nhá, 220.000. Cái này là cái này là V840 nha, em xin lỗi em vừa mặc, em đang mặc là V840 này. Cái này là V940 này, màu nâu này, màu đen và có cả là màu xám nha. Chị nào lấy cái set này bổ sung cho em là set 11 nha, 230.000 này. Set 11 màu xanh này, set 11 màu sữa này, màu đen này và có cả là màu nâu nhá, 230.000 ạ. Rồi chị gái nào muốn mặc thì muốn mua cái gì comment luôn mã đặt hàng trong cái livestream này với em đi ạ. Rồi các chị ơi, cái váy mặc chỉ 220.000 thôi. Chất liệu len cao cấp, co giãn 4 chiều, dấu bụng tối đa nha. Thiết kế có cổ, có cúc này. Đúng rồi chị ơi, hàng nhé, hàng free size dưới 58kg vừa nha. Like V851 đi chị yêu ơi. Chị Khánh Nhà ơi, V851 nó to lắm, nó rộng. Em mặc không vừa. Cái này là dáng kiểu dáng rộng ấy, cái này dưới tầm 60kg là vừa. V851 này. À, hôm trước là bạn mẫu nhà em có like cái mẫu này rồi chị Khánh Nhà nhá. Mình có thể vào xem cái livestream trước đây được không ạ? À, rồi ok, có túi không? Chị ơi cái này không có túi chị nha. Chị Hằng Ngô cho chị một cái màu sáng. Chị Hằng Ngô mình lấy mã nào ạ? À? Em đang mặc là V840 nhá. Chị Xuyên Nguyễn lấy V840 màu đen, bổ sung cho em số điện thoại để chị hàng nha. Đây là màu đen này, 220.000 nha. Cái mặc là V840 ạ. À. Ok, Vũ Thanh Đạt lấy màu gì chị ơi? Màu đỏ ạ. À? Đây là màu đen chị nhá, em mặc màu đen này. Em mặc là màu đen nhá, không phải màu đỏ đâu. V840 220 nha. V840 màu sữa này, V840 màu xanh này, có cả màu đỏ nha. Free size dưới 58 cân bao vừa, mã là V840 ạ. 220.000 len cao cấp nha. Thiết kế có cổ, có cúc, mặc đi làm thoải mái cho em nhá. Ôm body này. À, dạ V851 là 250 ạ. V851 là 250 ạ. V840 là 220 nha. Chị nào đã mua hàng nhà em một lần rồi, lần này mình mua sẽ được giảm 20.000 các chị nhá. Rồi chị ơi, cái này là 220.000 một cái nha. Chị ơi lấy bổ sung mã là V840 cho em nhá. 220.000 ạ. À.
Rồi nếu như không có chị nào thắc mắc gì nữa này thì cho phép em được kết thúc cái live stream ở đây nha. Chị nào muốn mua hàng thì cứ comment mã đặt hàng ở trong cái live stream của em đó. Em xin cảm ơn các chị đã theo dõi cái live stream của em này. Và em xin hẹn các chị vào cái buổi live stream chiều nay và tối nay của bên nha. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại các chị nhé.